Đấy, cho Kim Chi chơi với La. La hôm nay là cửa hàng chơi. Đấy, Kim Chi rất là nhắn. Đấy, và La nó đánh đá lắm mà giờ lại không gặp gừ nào. Kim Chi, La, La rồi ngồi xuống. La nào La. La, ngồi xuống. La rồi rồi ngồi. La, ngồi xuống. La ngồi. Nào La nào, ngồi xuống. Ngồi mà. Ngồi. Đấy Kim Chi ngồi rồi kìa. La ngồi xuống. La ngồi. La bướng nhỉ. La ơi. La ngồi xuống. La ngồi. Bướng quá, hôm nay bướng quá. Ê mặc đòi La ngồi. Đứng lên. Rồi tưởng thế nào. La đứng lên. La lên. Ê, tưởng thế nào. La lên. Lên. Yên. La. Nào. La nào. Bắn nha. Păng păng. La păng păng. Kiều Chi nào. Nằm xuống. Kiều Chi ngoan nha. Bắt tay. Bắt tay. Bắt tay cơ mà. Kiều Chi nào, bắt tay. Không được bỏ, bắt tay. Giỏi lắm, tay kia. La, lên. La, lên. Ngồi dậy. La, ngồi. La, ngồi. Con béo này. Ôi, Kiều Chi mà hôi thế. Kiều Chi hôi cái gì, không phải La của em hôi ấy. Mới tắm hôm kia xong. Cái mùi đấy không phải mùi nó La đấy. Mùi đấy mùi Kiều Chi của cả anh ấy. Cũng mà La hồi anh mới tắm hôm kia xong. Nhưng mà nó có cái mùi của cái bọn đái bậy xong rồi dẫm chân vào. Không, không phải. Nó mà mũi em không phải quen. Người cứ ngửi mũi em cứ ngửi mùi lạ là cứ mùi gì cũng thành hôi. Nha. Nào, La bắt tay. Đúng rồi, cũng giỏi phết đấy nha. Bắt tay. Nhưng mà ngồi dậy, không phải nằm thế. La, ngồi. La, lên. La, lên. Yên. Xuống. La xuống. Rồi giỏi lắm, bắt tay. Lại làm rồi. Kim Chi đây, Kim Chi. Rồi chơi nhau đây. Đấy, La lại cầm đưa đấy.